Hôm nay thì ngày cuối tuần thì rảnh không biết làm gì thì mình cũng xin hướng dẫn anh em cái cách vận hành của cái D-Ben, cái xe Ben Tiết này. Đối với cái xe Ben chất lượng cao này thì biết là cái phần D-Ben nâng hạ Ben nó có khác gì đối với những xe bình thường không á nhờ. Thì hôm nay mình cùng lên xe thử ha. Trong cái phân khúc mà xe tải Ben nhập khẩu từ Trung Quốc thì chiếc xe Volvo Ben Tiết này nó đang là cái xe cao cấp nhất, đắt tiền nhất của Volvo đang có hiện tại và cả những cái xe của Trung Quốc luôn, không riêng gì của Volvo đâu. Đây là sơ qua về nội thất ha của xe. Nhiều anh em chưa xài Volvo bao giờ và cũng coi như là chưa có xài tới cái xe TX Man này bao giờ thì đôi lúc mình chưa có biết cách để mà thao tác nâng hạ T-Ben. Thì hiện nay thì mình cũng làm clip sơ sơ nhỏ nhỏ ngắn ngắn để giới thiệu với anh em ha. Đối với xe Volvo thì mình vào vào Ben, mình gài cao cài gốc Ben đó thì mình không cần phải vào số hoặc là gì hết. Mình thao tác rất là đơn giản ha. Đây là cái cần số của xe Volvo nè, số 12 số. Thì khi mình thao tác về vận hành Ben thì không liên quan tới số này, mình cứ để mo ha. Hiện tại để mo thì trên bản màn hình này đang để là N. Vào số tiếng thì nó là D. Nó sẽ hiện D giống như thế này. Vào tiếng là D. Hoặc là vào số lùi thì nó sẽ báo R. Thì anh em cứ để ý đó. Đối với những anh em mới chưa sử dụng xe bao giờ hoặc là mới có tiếp cận đến xe này thì mình quan tâm tí xíu như vậy để mình an toàn hơn. Thì để vào Ben thì anh em nhớ là phải đập sát côn ha. Nè, sát côn. Rồi, đây là có cái công tắc BTO ở đây, một trích công suất ở đây, cốc Ben đó. Gạt xuống. Đã được xuống nè. Trước này mình nghe cái cọc và mình khi mình giả côn ra mình nghe tiếng máy nó kỳ lạ đi xíu ha. Đó, như vậy là mình đã vào được cốc Ben rồi. Bên tay trái của mình dưới ghế thì nó sẽ có cái cần. Cái này hiện tại đang là ở vị trí chính giữa. Ở đây có cái lẫy nha. Kéo lên mình đẩy xuống thì là Ben. Đây. Giờ nhìn qua kính ha. Đây này. Kéo lên nè. Đồng thời thao tác của mình đi xuống mà lúc này là mình nhả côn rồi nha. Đó, thì bên đang lên nè. Muốn nhanh hơn tí xíu thì anh em có thể đẩy sát xuống và mình vào ga một tí. Anh em khi lên D-Ben thì nhớ quan sát xung quanh kỹ, xung quanh nó có gì không, có chướng ngại gì hay không, và xe mình có đang đổ ở cái mặt phẳng nào hay không hoặc là đơn dốc, thì tùy vào cái điều kiện thì mình có cách Ben cho nó hợp lý, không thì nó không đảm bảo được an toàn. Bên này trên xe thì nó có cái cảnh báo nhỏ nhỏ của bên nhà máy họ dán vào đây, không chính xác thì của bên cục đăng kiểm Việt Nam, khi mà xe nhập khẩu về thì họ dán lên. Rất là đơn giản nha. Nó chỉ có trên này nó có một dãy những cái công tắc như thế này. Thì mình nhớ công tắc này là công tắc cài hộp số, cài cốc Ben để bổ trích công suất của hộp số. Đạp côn, gạt xuống. Khi mà mình ngắt cốc Ben đi thì cũng đạp côn xuống ha. Đạp côn xuống rồi gạt lên thì nó sẽ ngắt cốc Ben. Chứ không thì nếu như mà mình nhả cốc Ben mà mình không có đạp côn thì nó sẽ vẫn cứ báo cái đèn. Đèn là hiển thị cái chế độ đang gài cốc Ben trên màn hình tắp lô. Đơn giản quá không anh? Thì giới thiệu sơ sơ cho những anh em chưa biết thôi, chứ còn mình nghĩ là đối với những anh em đã xài xe Volvo thì và đã xài xe Ben đó thì không có lạ lùng gì với cái cách vào Ben như thế này nữa. Chào anh em nha.